Kiểu thi ca, vì thánh đế khổ và tánh của thánh đế khổ là không, nên đại Bồ Tát chẳng thấy thánh đế khổ. Vì thánh đế tập diệt đạo và tánh của thánh đế tập diệt đạo là không, nên đại Bồ Tát chẳng thấy thánh đế tập diệt đạo. Kiểu thi ca, vì đại Bồ Tát chẳng thấy thánh đế khổ, nên chẳng học ở thánh đế khổ. Chẳng thấy thánh đế tập diệt đạo, nên chẳng học ở thánh đế tập diệt đạo. Vì sao? Kiểu thi ca, vì chẳng lẽ cái không của thánh đế khổ thấy cái không của thánh đế khổ. Vì chẳng lẽ cái không của thánh đế tập diệt đạo thì cái không của thánh đế tập diệt đạo. Kiểu thi ca, vì chẳng lẽ cái không của thánh đế khổ học ở cái không của thánh đế khổ. Vì chẳng lẽ cái không của thánh đế tập diệt đạo học cái không của thánh đế tập diệt đạo. Kiểu thi ca, vì vô minh và tánh của vô minh là không, nên đại Bồ Tát chẳng thấy vô minh. Vì hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ, ái thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não, và tánh của hành cho đến lão tử, sầu, than khổ, yêu não là không, nên đại Bồ Tát chẳng thấy hành cho đến lão tử, sầu, than khổ, yêu não. Kiểu thi ca, vì đại Bồ Tát chẳng thấy vô minh nên chẳng học ở vô minh, chẳng thấy hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ, ái thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não, nên chẳng học ở hành cho đến lão tử, sầu, than khổ, yêu não. Vì sao? Kiểu thi ca, vì chẳng lẽ cái không của vô minh thấy cái không của vô minh. Vì chẳng lẽ cái không của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ, ái thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não thấy cái không của hành cho đến lão tử, sầu, than khổ, yêu não. Kiểu thi ca, vì chẳng lẽ cái không của vô minh học ở cái không của vô minh. Vì chẳng lẽ cái không của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ, ái thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não học cái không của hành cho đến lão tử, sầu, than khổ, yêu não. Kiểu thi ca, vì cái không nội và tánh của cái không nội là không, nên đại Bồ Tát chẳng thấy cái không nội. Vì cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh, và tánh của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là không, nên đại Bồ Tát chẳng thấy cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh. Kiểu thi ca, vì đại Bồ Tát chẳng thấy cái không nội nên chẳng học ở cái không nội, chẳng thấy cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh nên chẳng học ở cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh. Vì sao? Kiểu thi ca, vì chẳng lẽ cái không nội